Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị nên hữu đồng tu, chúng ta biết tất cả pháp từ tâm tự sanh, vạn pháp thì tâm quan, chư duyên duy tánh hiện. Tất cả pháp đều do tâm của mình, quang minh của mình phát ra, giống như cái máy truyền hình. Tất cả hình ảnh do những cái làn sóng thu được qua từ những cái kênh đài, cho nên vốn dĩ nó bình đẳng, máy nào cũng vậy. Cứ mở đúng làn sóng, mở đúng đài thì hình nó hiện thôi. Rồi đó, nó tốt hay xấu đó, chúng ta điều chỉnh thì từ từ lại. Chứ máy nào cũng như vậy. Vấn đề là chúng ta có biết chuyện nó không, để được cái đài tốt mà coi hay không. Cho nên người tu hành có thể thọ hưởng mà không nắm chắc. Họ biết là trên cái tivi nó chiếu, họ có thể nhìn xem thấu rõ mà không có tham. Vì sao? Biết nó là giả. Đâu có thể thấy một đống vàng ở trong tivi rồi đào xới ở trong cái máy hình nó đâu không có. Không khi nào người giác ngộ không khi nào, mà chúng ta thì có. Cho nên bây giờ mình lắng sạch buông xả. Mật hay nhất tu hành đó là đổi cảnh giới, chứ không phải là tích lũy như gì cả. Chuyển cảnh giới từ cái xấu qua cái tốt, từ cái mê qua cái ngộ, từ cái phàm qua cái thánh, từ cảnh giới nhỏ bé ích kỷ đến cảnh giới quảng đại bao la. Vì tất cả tu là tu đó, cho nên kinh giáo phải nương. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không đó, ngài giảng chú giải kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ chúng ta cũng nên nương theo cái đàn sẵn đó. Thì chúng ta nó giảng, còn mình tạo cái đàn sóng mới khó à. Mà Đức Phật A Di Đà có tạo chúng ta câu A Di Đà Phật cái làn sóng, nhưng mà chưa được. Chúng ta phải nhờ cái đài chuyển tiếp, nó trung chuyển á, từ ở tỉnh này miền Bắc, mà miền Nam có thể bắt nó nhờ cái đài trung chuyển. Còn mà xa quá thì nó nhờ xa ta là. Cho nên trong đó các tỉnh đều có mà phải nhờ đài chuyển tiếp. Chúng ta cũng phải bắt được đài chuyển tiếp hay hơn. Thì ở trong đó đài có hòa thượng như thế nào, chúng ta tương tự như thế nào. Làn sóng như thế nào, chúng ta y như vậy. Cho nên rất là quan trọng để hòa thượng có thể tại Hồng Kông phát sóng, bao phủ sóng cả miền Đông Nam Á. Thấy không? Có miền châu Á và Đông Nam Á. Ở bên đó, phía Tây đó, thì lục địa Trung Hoa. Ở phía Đông đó thì Nhật Bản, Đài Loan. Phía Nam đó là Philippines, Việt Nam, Nam Dương, phủ sóng đó. Cho nên cái lợi ích đó chúng ta không thấy, như là cái đài truyền hình nó phát sóng chúng ta không thấy, nhưng mà nó phủ hết trong đó bao nhiêu tế tích, nó tụt quần. Nên nó quan trọng như vậy. Và bây giờ làm sao chúng ta ráng cố gắng để bắt được đại. Cho nên nó trong nó tự nó sống trong cảnh giới, nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, tưởng Phật trong đó, trong cùng một cái hoàn cảnh môi trường đó, thì tâm chúng ta chuyển được. Nếu người nào ngon nó chuyển thẳng lên đó, lên Tây Phương, Đức Phật A Di Đà vẫn phát sóng. Và vấn đề chúng ta chuyển không được. Thế giới có rất nhiều đài mà mình bắt không được. Mình chỉ bắt cái đài nào mà có đăng ký thì có. Thế ra còn những đài khác không có. Nên ở đây ráng cố gắng làm sao để hoàn cảnh môi trường của mình vào cảnh giới Phật, sống với Phật, tâm tâm tương ưng với Phật, nguyện tứ thập hữu bát, đại từ đại bi thông trọng đại nguyện. Và trong đó có nguyện là tính, hạnh,
nguyện đó. Trong trung phong tâm thời hệ niệm á, nó rõ ràng phải tin, tin á có Tây Phương Cực Lạc Quốc, tin có Đức Phật A Di Đà, tin có sự tiếp dẫn, tin tất cả chúng ta mỗi người đều có phần vạn sanh. Tin là ngài khẳng định cái cuối cùng đó là hãy tin đi, nhữ đẳng đương tính, tất cả chúng ta đây đều có phần vạn sanh. Tại sao? Vốn gì là tự thể mà, bây giờ nó tới chậm hay mau thôi. Nếu mà chúng ta để tâm của mình vào trong cảnh giới đó, làm sao không thành được? Tâm vốn nghĩ là Phật, bây giờ lại chịu niệm Phật. Cho nên đó, chúng ta nhớ, mình phải thử coi thật sự là niệm Phật hay không, trong cái hoàn cảnh môi trường công phu đó đúng hay không. Thì lúc đó mới biết công phu của mình chứ. Mình đó, tự mình đó, công phu anh tự biết là uống nước nóng hay lạnh, anh tự biết là người ta không biết. Trong cái lý luận nó hiểu, nhưng mà cần phải thực hành. Ôi, cho nên giờ này chúng ta phải thực hành. Chúng ta không nói lý thuyết nữa, mà làm sao á được sống với Phật. Phật có luôn luôn kề cận chúng ta mà chúng ta không gặp ngài. Không gặp là bạch ngọc hào, cổ kim bất nguội. Ánh bạch hào của ngài đó từ xưa đến nay chưa hề mê, chưa hề tắt trên thời gian. Bất nguội, mê muội đó chưa hề. Mà chúng ta không thấy là có chuyện này. Cho nên đó, mình phải thử trong cái sinh hoạt hàng ngày, phải sống với Phật chứ không phải ôm niệm Phật được. Bây giờ phải kiên quyết sám hối lại, không kịp là sám hối niệm Phật. Những cái gì sai nhận thấy rõ rồi, kiên ra mở quay đầu trở lại. Cái đó nó hiểu thấu tin, nhưng mà sao quý vị vẫn còn si quay đầu chưa lại. Còn ngày on kha, ngày quay đầu lại, ba ngày thành tựu. Kinh điển nói, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nải chí thất nhật. Là kinh Phật nói không sai là. Mà chúng ta chưa có công phu là còn chứng hạn, chứ không phải Phật. Phật đã viên mãn mà, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phương tiện có, trí tuệ có, năng lực có, cái gì cũng có đủ. Chúng ta có áp dụng được. Nên giờ thì phải làm cái gì? Phải quán hạnh tức Phật, lý tánh tức Phật ai cũng có, danh từ tức Phật mình có rồi, hữu danh vô thực cũng mang là Phật tử, cũng xưng là liên hữu, cũng nói là đồng tu, cũng nguyện bản thân có danh chưa có thực. Bây giờ làm sao để hiện thành sự thực là sao? Quán hạnh. Nếu mà tương tự tức Phật á thì ngon rồi nha, giống giống như Phật á, tương tự như Phật là ngon rồi. Bây giờ cái hạnh của mình coi lại, lời nói, hành động, việc làm có tương ưng như kinh điển nói thì đó là quán hạnh, quán sát, coi sắc cái hành động cử chỉ của mình coi có tương ưng như kinh điển nói không. Hòa thượng nói nếu mà làm được á, trên 20% kinh điển nói đó thì được vãng sanh. Còn mà dưới 20% thì chắc. Mà nếu cứ 30% thì hạ phẩm trung sanh, 40% là hạ phẩm thượng sanh, rồi 50% là trung phẩm, đến hồi 100%, 90%, 80% là thượng phẩm. Cho nên kinh điển ở trong đó mà chúng ta làm được 100% là thượng phẩm, có phần là thực báo trang liên độ, có phần là, chứ không phải không có phần là cái duyên đó chúng ta đặt hết đó, niềm tin vào kinh vô lượng thọ không? Khó lắm.
không phải học thuộc đâu, không phải tụng 3.000 bộ đâu. 3.000 bộ là học mới, học là mới trả bài thôi, học thuộc lòng thôi, còn áp dụng đó. Cho nên mình áp dụng được không, cái kinh điển không phải trả bài cho Phật 3.000 á, 3.000 biết ngài đã phát đạt đấy chứ, tụng 3.000 biến mà đang lễ ngũ tổ lục tổ đầu không chấm đất, các biểu lễ Phật đó mà đầu không chấm đất thì thôi đừng lễ đi à, ông gượng ép mà lễ chi vậy, chứ trong tâm của ông kẹt cái gì vậy, lục tổ nhưng mà cao hơn, nghĩa là thấy tim luôn, hiểu ông bị kẹt cái gì vậy? Dạ không giấu gì tổ, con tụng á pháp hoa 3.000 bộ rồi, 3.000 biến rồi. Pháp hoa quý vị á tụng nó phải 8 tiếng một bộ, 7 quyển. Thường thường các chùa tụng đó sáng quyển tối quyển, để cho 3 ngày mới được một bộ, nó dài cho chúng mình 7 quyển, chứ phải dùng kinh vô lượng thọ đâu. 7 quyển 28 phẩm, ngày nào cũng chuyên môn tụng, trong đó thường thường là 6 tiếng mà ít nhanh đó là phải 6 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, cho nên được tụng ở trong đó 3.000 bộ. Lục tổ nói nếu mà ông tụng 3.000 bộ đó mà không chấp trước đó thì lên đi ngồi với tôi, còn không được kẹt cái đó thì thôi chưa. Vậy chứ pháp hoa nói gì đó, nói gì hỏi nói cho tôi nghe đi, nên biểu thỉnh lại ngài để chứ pháp hoa cái đại ý nó như thế nào ta biết, giống tụng đi, tụng đến 2 phẩm lục tổ biết hả, tôi đủ rồi, đủ hai đủ rồi, nên cho nên nó mới khai thị cho pháp đạt. Pháp đạt nghe rồi ngộ, hay vậy đó, anh ngộ á tự anh biết là đó nào cao rồi, mà anh khai á thị cho người khác mà người khác ngộ luôn thì đó mới chứng minh là cái công phu anh tối thắng để ra. Còn anh ngộ thì anh biết rồi, nên nó pháp đạt nghe rồi nói ôi dạ, bả cả 10 năm nay tụng kinh tốn nhất biết bao nhiêu cơm gạo, ai ngờ đã ngồi trên xe trắng trâu trắng lại đi tìm đâu nào, thấy được tự tánh của mình vốn dĩ đầy đủ, chỉ có một điều này mà chúng sanh trong đó mãi mê sẵn có đó, không phải ở ngoài. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao đạt được vốn sẵn có, lấy lại không có khó, đồ trong túi quý vị, như nói ở trong túi anh có viên ngọc đó thì sao, 10 cái túi anh cứ từ từ lần lần dở nhất là tìm trong 10 cái túi, còn ngon nhất tìm 1 cái túi, 10 cái túi nào mà viên ngọc có chỗ nào không biết, cứ may mắn cho vô cái túi này gặp nó thì mấy túi kia khỏi tìm thế nào. Còn nếu mà dở dở lục hồi đó theo từ nhân thiên thừa lên đến tiểu thừa, lên đến trung thừa, lên đến đại thừa, lên đến nhất thừa thì anh vô. Còn anh ngon nữa, một câu A Di Đà Phật một túi lên luôn, nhưng mà kẹt đời này chúng ta cắt tâm khó là ở ta bà này chứ này thối chuyện cho nó cắt tâm mà không qua được cái ải này đó là quên hết. Có đứa có em nào mới ra đời nhớ được không? Không có nhớ rồi, không nhớ được rồi nó phải học lại từ từ hả? Lúc xưa tu rồi còn mang máng nhớ đến chùa đến niệm Phật, ồ này hay quá nè, tối tới niệm Phật có thầy, tối tối rồi nó còn chúng con á tụng kinh niệm Phật nó cũng theo, tối thắng á, tối đâu mà tối là cứ đi theo vậy, mà còn ngon cái chỗ nào là bao nhiêu cái nó học từ đời trước quên hết trơn rồi là vậy, thấy không, mình thấy không, khen ồ may đúng không, có thiện căn thầy
sáng ra cũng là chổng mừng lễ Phật cả. Đây chỉ còn lại được nhiêu đó thôi, chúng ta ráng cố gắng làm thế nào sống trong cảnh giới Phật vốn sẵn có chứ không phải ngoài. Mà bây giờ làm cố gắng, quý vị á trong đó vẫn còn hành nghiệp đi làm, vẫn niệm được công phu nghiệp tốt, nhưng mà phải về thử lại để chứng tỏ con đúng thật là công phu hay không. Lỡ mà không phải công phu thiệt thì sao đâu, mà hãy mà vô công phu rồi á, hoàn cảnh môi trường nào anh cũng có thể làm được. Người á mà ở chuyên nhất trong niệm Phật đường đó phải tiếp xúc ở ngoài để coi công phu mình đó, cái cây đó nó chịu mưa chịu nắng hay không. Người ở trong ở ngoài đó phải thử coi công phu của mình nó có cái dai dẳng như người chuyên niệm Phật vậy. Mình có thử tự anh biết là mình cứ y chết sao à? Chuyện này đâu có dễ đâu à? Mấy đứa nhỏ mà đi thi đó, nó học bài rồi, nó thâm rồi, vậy mà nó vẫn phải thử. Thầy cô phải chấm á, những cái bài toán nào á, cho nó thử thì nó cũng phải làm. Nó không làm lỡ trong bài thi nó gặp vấn đề là chứ. Cho nên nhất định phải làm bài ở nhà. Cái đó mấy em nó học nên thi nó còn có cái căn bản, nó còn có cái quy tắc đó. Còn chúng ta cứ cãi nó tù tù à, thi không thi đó. Cho nên nhất định phải làm hôm quốc thì nó bảo đảm trong cái hoàn cảnh anh vẫn giữ vững, trong cái vui vẻ anh vẫn giữ vững, trong cái ham thích anh vẫn giữ vững, trong cái khó khăn khó khổ anh vẫn giữ vững, thì cái đó là không được, là có năng lực đó. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, giữ được cái hoàn cảnh. Còn mấy tháng nữa là cứ tin đi, tin có đi, 6 tháng nữa đây tháng 6 rồi tháng 6 rồi 17 tay rồi, còn hơn mà không phải tha 21 tháng 12 đâu, mà là nó chuẩn bị vô, chứ không phải nó không phải đến cái đấu kịch, không phải đâu. Nó chuyển động phim á, 2012 đó nó diễn tả đến 2009 nó bắt đầu rồi à. 2009 là ở trên mặt trời đó, nó tiên đoán rồi, rồi đến 2010, rồi đến cuối cùng mới vô 2012. Vậy cho nên chúng ta thấy nó như vậy. Mà tôi thấy cái thời gian đó cũng hay, cũng còn một cơ hội. 21 tháng 12 ha, 21 tháng 12 cũng kẹt quá. Nó tháng 11 thì đỡ. Tại sao chứ? Các em nó nghỉ. Các em nó nghỉ holiday. Nó là đầu tháng 11, cuối tháng 11 là nghỉ. Cho nên đứa nào có thiện căn trong đó, ngay giờ đó mà nó tản đi, nó lại lãng đi, là nếu mà thực sự nó được cứu. Còn kẹt là nó 22 đến ngày 24 20 mấy nó mới bắt đầu nghỉ. Mà tháng 11 á là nó nghỉ rồi, cuối tháng 11 là nghỉ rồi, thấy chưa? Cuối tháng 11 nghỉ rồi, cho nên lợi dụng cái thời gian đó rút đi, lỡ có chuyện gì đó ha, thấy chưa? Thì nó là ở luôn khỏi về. Đây quý vị phải tính à. Rồi bây giờ cái việc làm của chúng ta là làm sao á đoàn chánh. Trong kinh phẩm 236 kinh Vô Lượng Thọ phải á nhữ đương tự đoan, nhữ á nhữ tự đoan thân, nhữ tự đoan tâm, nhãn nhĩ tỷ thiệt nhữ tự nhữ ân tự đoan. Đoan là trang nghiêm, đoan chánh đó, đó là gọi cho chúng ta gọi là nó cái nết đó,
cái tánh nết của người nữ đó, phải đoan trang thùy mị đó, phải nhẹ nhàng, phải làm việc trong cái chánh niệm, đi đứng cẩn thận. Để đó người ta nhìn vô đánh giá, đánh giá trong đó thì người nam nó chọn vợ thì cái chọn người đó nó lúc xưa đó phải đoan chánh chứ. Cho nên ở đây nam nữ gì cũng phải đúng. Mà chúng ta đây cứ tính là mình có thai đi, nam nữ gì cũng có mang thai. Mang thai đầu tiên thì anh phải cẩn thận lời nói, việc làm, hành động đi đứng. Lỡ cái nó xảy thai là ngài Trung Phong thiền sư đó, quốc sư nói là bích ngẫu hoa trung hữu thánh thai, là ở trong cái hoa sen đó nó đã có thánh thai rồi. Mình mà không cẩn thận nó xảy ra, mà nó mất cái thai, mất cái thánh thai là chết. Mình còn thánh thai là còn được bảo hộ. Giống như quý phi của vua đó, ông có rất nhiều bà vợ, mà cô nào mà mang thai của vua là ngon lành. Lỡ mà nó sanh ra được thái tử hoàng tử là ngon lành, là kể như cuộc đời vinh quang. Thế nào tới gặp em đó mà ông vua ông chấm đó là thái tử là ngon lành, bà sẽ tên là vinh hiển. Còn nếu mà không có nữa ha, thì đến hồi đó thời gian tao đi vô lãnh cung hả, để vô cái cung điện mà lạnh lẽo đó, lãnh cung, lãnh là lạnh đó, lãnh cung hả. Cho nên bây giờ chúng ta ráng giữ thánh thai là trong nó phải làm sao giữ không có mất, để đó viễn nghinh tân Phật phụng từ hoa, là Phật từ xa phương xa đó sẽ tiếp mình, sẽ nghênh đón mình về Tây Phương, phụng chiếu của vua từ bi mà oai đức oai dũng uy đức của Phật. Nên ở đây ráng tập tất cả nói năng phải nhẹ nhàng, đã đi đứng không có được chạy nhảy. Mà người mà có mang thai vào trong đó mà đi mà chạy nhảy nó có được. Cho nên nếu mà mình cứ để cái tình trạng đó luôn luôn để mắt tới những hình ảnh tốt đẹp, đừng nhìn đến hình ảnh xấu xa bại hoại, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, ảnh hưởng đến tâm của mình, ảnh hưởng đến cái dòng thánh, mà mất đi rồi là chết. Mà còn ở trong đó tự nhiên cái thánh thai nó bảo vệ cái gì. Hay là trong kinh nói 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm bảo hộ chúng ta, giữ chúng ta vẹn toàn không hề suy si. Lục căn, lục thức, lục trần, cộng thất đại giữ cho chúng ta 25 à. Tôi nghĩ ủa sao tại 25 à, thấy không? Vì tại sao 25 vị Bồ Tát? Ý sâu xa là 25 Bồ Tát nhìn lại có phải là thập bát giới không? Cộng với thất đại không? Trong kinh Lăng Nghiêm đó 25. Nghĩa là nếu tâm của anh niệm Phật, anh chuyên nhất niệm Phật, lục căn thanh tịnh trong suốt, đó là chánh báo tốt đẹp. Nếu mà anh niệm Phật đó y báo chuyển lục trần thanh tịnh, lục căn tốt, lục trần thanh tịnh, lục thức hoàn hảo, đúng nào, làm sao có ma chướng, làm sao có oán tạc, tại vì chánh báo nó chuyển, chánh báo chuyển y báo. Cho nên Phật thuyết kinh nó ý nghĩa vô cùng vô tận. Mỗi người thấy một khía cạnh, mỗi người thấy một hướng là tôi nghĩ ủa sao hai mươi lăm ha, đúng không? Trong 30 đấy
Tại sao không 48 là? Thấy không? Đức Phật A Di Đà là 48 hay là 37 là? Thế thì sao là 25? Còn nó thất đại nữa, tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Còn ba đại nữa là không, kiến và tinh. Thành cái tổng cộng là 25 thôi. Kinh Lăng Nghiêm nói 25. Mà nếu mà mỗi một cái trần, mỗi một cái vi trần, vi trần có cái là chánh báo, có tán là y báo, tất cả niệm Phật ngon lành rồi. Thấy không? Cảnh giới tốt đẹp rồi. Cho nên bây giờ có thể làm sao giữ được cái tâm này? Khó lắm quý vị à. Cái công phu đó mình giữ được bao nhiêu thì giữ. Còn chúng ta bị chuyển cảnh giới tốt, phe ta, hoan hỷ. Không phải phe ta, thấy ngại ngại. Mới bị chuyển mà. Cái trần nó chuyển cái chánh. Còn bây giờ chánh, trần và thức, tất cả đều tốt đẹp. Chúng ta thấy cảm ứng của nước đó, cái tinh tức của nước đó, mình dùng ý niệm tốt thì giọt nước biến tốt đẹp. Trần biến là trần theo chánh báo biến là đấy chứ. Cho nên chánh báo tốt, lục căn tốt rồi. Lục căn có một ý nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý đó. Lục căn nó có ý cho nó, cho nên nó chủ động, nó chủ động mà nó giữ được niệm Phật thì năm tên kia bắt đầu theo. Năm tên kia là bộ hạ, là phủ hạ, mà chủ tướng nó chịu niệm Phật, thằng ý nó chịu niệm Phật thì năm cái căn kia chịu. Mở lục căn này chịu niệm Phật thì lục trần chịu theo. Thế nên là nó theo mà, y báo theo cánh báo mà. Mà quý vị nghĩ đến ta bà thì lục căn, lục trần đó cũng theo. Cũng chạy theo. Chạy theo nó nghĩ bão, gió bão nổi lên. Nó nghĩ sân thì hỏa sơn, hỏa diệm sơn, trong đó hỏa tai khởi lên. Nếu mà nó nghĩ đến si thì phong tai khởi lên. Nếu mà nó bất bình phân biệt thì địa chấn khởi lên. Thì nó chạy ra. Mà bây giờ muốn cho nó ngon, nó bảo vệ nó. Phật nói, Phật là gì? Là tự tánh của cái việc. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là không ngoài cái tâm là. Hiểu được như vậy rồi quý vị thấu không? Mọi người thấy, ồ thì ra bổn lai chính là mình. Nó cảm ứng, nó chuyển biến tất cả trong đó 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. 1.000 là một phần của 1.600 tỷ của giây. Nó nhân cho 3 nữa, nhân cho 3 là nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng, tam tế tướng xuất hiện. Khoa học gia nói là năng lượng đó là nghiệp tướng. Tín hiệu là chuyển tướng và vật chất là cảnh giới tướng. Cho nên khoa học thấy được cái nguyên tử, thấy được hạt tử, thấy được những cái chuyển biến của nguyên tử đó, nó tạo thành đó. Cho nên nói tất cả đều do làn sóng tạo thành. Làn sóng điện, làn sóng sáng tạo thành tất cả. Cái bước sóng đó, chúng ta thấy được cái bước sóng này, nghe được cái bước sóng này, cảm được cái bước sóng này, còn những bước sóng khác không thấy. Cái tia X-ray đó, nó có thể nhìn thấu được qua sắc. Nếu mà chúng ta có công phu của A-la-hán còn hơn cái máy X-ray nữa. Người á, nếu mà biểu nhất tâm bất loạn á, rồi ở ngoài cửa kia ai đi vô đó, chúng ta ngồi đây mà thấy, nếu mà thấy có ai đi vô đó thì anh chứng được tu đà hoàn. Còn á, không thấy làm sao thấy? Không thấy là ông giả rồi. Bây giờ khoa học cái chứng minh có thấy ha. Từ ở trên cao mà nó hồng ngoại tuyến đó, buổi tối vậy mà nó thấy hết trơn nè. Thấy chưa? Mỹ mà nó đi đánh đột kích đó,
nó đâu đâu được ít ban ngày đâu, ta thấy nó à, trên máy bay thấy hết, rồi satellite thấy hết, rồi bao nhiêu người di chuyển thấy hết. Cho nên nó biểu hướng này, hướng này, hướng này, chỉ cho nó đột kích. Qua trong TV chiếu mấy đột kích ở Trung Đông đó, thấy chưa, rõ ràng. Cho nên đây khoa học còn thấy như vậy, người tu hành làm sao thấy thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Mình thông một cái thì tất cả là thấu rồi. Bây giờ nó bị chướng ngại. Chướng ngại sao? Bỏ nó đi thì nó chướng ngại á. Dễ như vậy thôi à, bỏ không nổi. Quyến luyến à, rồi á, yêu thích, rồi nhớ nhung cho nó cứ giữ lại hoài. Giận hờn cũng chết, mà yêu thương càng chết. Tại mình không bỏ. Còn khó khổ quá thôi bỏ, không tiếc. Còn mà thương yêu quá bỏ tiếc. Cho nên á, tơ lụa khó bỏ, dây thần dây xích á thì dễ bỏ, phiền não dễ bỏ, chán rồi. Nhưng mà cái tập khí nó vẫn còn. Cho nên bây giờ mình quán hành tức tập đi, quán đi, tập đi. Bây giờ bắt đầu đi. Phật dạy cho tùy kheo, tùy kheo đi. Anh muốn làm cái gì đó, anh phải tụng một bài kệ 4 câu. Thế nên nào, thức dậy khoan, thức dậy đã. Thức dậy mỉm miệng cười, cái gì 24 giờ tinh khôi gì đó, một bài kệ đó. Thầy nhớ, sư ông Nhất Hạnh đặt ra thành cái văn cho nó dễ nhớ. Nhưng mà cái ý của nó là cái khác, nó ý một ý nhưng mà cái lời văn khác, sửa lại cho nó dễ. Rửa tay ra có kệ không? Có, là tẩy tẩy tức là có, là nguyện cho chúng sanh không còn phiền não. Là xúc miệng có kệ không? Có, là chạy tắt ấy không có. Rờ đầu á có kệ chứ phải chạy tắt có kệ, thì nó đi tu rồi mà mới vô á, tỳ ni thấy không? Nó tỳ ni nhập dụng. Đó, trong đó là những cái luật của tỳ ni, của tỳ kheo, của ni á, ni á, là của ni, thấy chưa? Cho nên á, trước khi làm cái gì, các Bồ Tát ráng niệm 10 câu A Di Đà Phật trước, thì mình là quán hành tức Phật. Thức dậy khoan, phải mỉm miệng cười, Nam Mô Hoan Hỷ Quan Như Lai, thấy chưa? Mỉm miệng cười á. Thì lấy từng cái chung thành Phật nói thôi khỏi phiền quá, nó nhớ rồi nên là lắp bắp nữa, thôi cứ A Di Đà Phật đi, cứ nghe cứ thức dậy thì ta A Di Đà Phật, hoàn thiện A Di Đà Phật ha, 10 câu ngón lan thôi, dễ không có khó, nhưng mà khó không có dễ. Muốn dễ muốn khó là tự quý vị quyết tâm. Bây giờ lát nữa xuống, thấy không? À, xong rồi đi vô, ra cái cửa, ai khoan đã bước qua ngạch cửa khoan, bước bài kệ. Nhưng nghe từ từ cái là nó quên rồi, cứ làm cái kệ đó. Tối mình á, niệm, mình niệm bù. Phải coi hành động gì chính á, rồi nhân ra, nhân cho 10, định niệm bao nhiêu câu. Không phải là, mà là luôn luôn nhớ Phật trong các hành động. Ở trong đó muốn làm cái gì phải niệm Phật. Bệnh à, khoan bệnh đã, niệm Phật trước là mình sao. Đau, khoan đau là để nó qua bên, niệm trước rồi đau sao. Chết, khoan chết là niệm rồi hay chết. Niệm có ngon hả? Cái người dân cứ tập như vậy thì được chứ sao hả? Phật nói là đến giờ lâm chung chết, khoan chết đã, được không ạ? Mình tập rồi cái đau nó thì khoan đau rồi, kể nó muốn niệm 10 niệm rồi lúc đó hơi hoàng hoại muốn làm gì vậy, muốn rên xiết thì kệ. Ăn trước khi ăn là phải niệm đâu, rồi sau khi ăn phải niệm đâu. Họ thường nói chính là không có, bây giờ mình đổi, mình vô luôn kiểu như là người xuất gia luôn. Đầu nó cũng thưa thưa tắt rồi, nó ngán rồi, làm như xuất gia luôn, tùy đi nhiệt dựng luôn,
Thì xem có nhiều người làm vậy. Thế thay vì viết bài kệ đó, thấy không? Chỗ đánh răng cũng có bài kệ đánh răng, hay xúc miệng cũng có bài kệ đánh răng. Phiền quá. Cái chỗ nào đó ở trên bếp cũng có hãy nhớ niệm Phật. Rồi ở chỗ cửa kính mà xúc miệng đó hãy nhớ niệm Phật. Rồi ở chỗ buồn ngủ á, cái giường nó cũng phải hãy nhớ niệm Phật. Tất cả nơi nào mà chúng ta để mắt tới, bắt đầu một hành động, hãy nhớ niệm Phật. Được không quý vị? Khó không? Khó không? Ở đó mà không. Khó một cái là tại chúng ta không tập. Cho nên có nhiều người nói không phải khó mà cũng không phải dễ. Nó dễ là chúng ta đã làm rồi đó, không cần nói đâu. Đấy sao? Chúng tôi thấy trong đó đến cả chục nhà, may lắm có một nhà cũng mới làm được cái này. Ở trong đó có, ở trên Việt Nam có cái xe ở sau đó, hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật. Tôi thấy cũng hay đó. Cho nên mình phải nhất định trong mọi hoàn cảnh chánh niệm. Nếu mà anh có niệm Phật, nếu mà anh biết niệm Phật, đang biết mình niệm Phật, đó là anh giác. Mà nếu anh quên niệm Phật, đó là anh mê. Nếu mà niệm cái miệng không, cũng là mê. Cho nên đó, khi mình biết mình niệm Phật, đó là giác. Mà đi tinh hành đó mà niệm khơi khơi, đó là mê. Mà biết mình ở tập trung, biết mình đang niệm Phật, nghe được âm thanh niệm Phật của mình, đó là giác. Giác mê phân biệt chỗ này. Chứ không phải tôi đang giác, còn đang mê đó, đang nghĩ lung tung là mê đó. Mà mình cứ mê hơn là giác. Bây giờ phải giác nhiều hơn mê thì anh thành tựu thôi. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác rồi. Mà niệm không phải khơi khơi. Cái chữ niệm đó, niệm Phật hai chữ đó, nó không có bộ khẩu, không có cái miệng, mà nó có tâm. Ở dưới cái tâm, ở trên chữ kim, kế bên chữ Phật. Hiện nay, kim là hiện thời, ngay bây giờ, trong tâm của tôi, trên tâm của tôi có Phật, niệm Phật. Ngay bây giờ, trong tâm của tôi có tiền, niệm tiền. Ngay bây giờ, trong tâm của tôi có tham, niệm tham. Cho nên, tâm của chúng ta có cái gì là đang niệm cái đó. Hãy ngày đêm niệm thiện pháp, đó là tâm anh giác. Ngày đêm tư duy thiện pháp, đó là tư tưởng của anh thiện lành từ trong chân tâm phát ra. Mà cái thiện lành đó, tư duy hay nhất đó, thiện tư duy Bồ Tát trong vô lượng thọ kinh đó, tâm anh có Phật. Thì trong vô lượng thọ Phật đó, 16 vị chánh sĩ đó, hữu hữu hiền hộ Bồ Tát, đó là thiện tư duy Bồ Tát, quán vô trụ Bồ Tát, thần thông hoa và tất cả. Thì trong đây á, tư duy thường duy tâm ta có Phật. Và sao? Quán sát thiện pháp là hành động, lời nói, việc làm, tứ nhị của mình coi nó có tương ứng không. Nếu mà quả thật làm như vậy thì Bồ Tát đó xưng là Bồ Tát Phật tử, không đọa trong ác đạo. Quan trọng không có gì, thập thiện nghiệp nói rõ ràng mà chúng ta không áp dụng. Bởi vậy cho nên tư tưởng, hành động, việc làm lại chạy đi xa quá. Bây giờ đổi lại chiếu phim khác đi, không có khó đâu. Bấm lên đó, kịch, đợi chút xíu, đừng có hấp tấp. Hấp tấp mà nó hư máy của người ta. Bấm hồi cái máy nó kẹt cứng luôn à. Thấy không? Máy xưa đó, máy xưa đó, có 30 giây nó mới tắt rồi, nó từ nó tắt rồi nó mới trồi ra. Rồi nó không dẫn được, nó bấm hồi kẹt cứng hết rồi. Cho nên nó nhẹ nhẹ đi. Hãy an định, hãy chánh niệm,
hãy từ tốn, hãy khoan thai trong sinh hoạt hàng ngày, hãy biết mình đang làm gì. Để cái điều giác ngộ của bạn mà mình ấy mê nhiều hơn là giác, bị hoàn cảnh môi trường nó cảm ứng cảnh giới như thế nào thì chuyển thành chánh báo chạy theo cái đó y như nô lệ vậy đó. Không có ý tuyệt, không có tự tại, không có làm chủ, không có chân ngã mà có vọng ngã. Chân ngã là được tự tại và tùy ý mà. Thấy không? Mình muốn cái gì được mà mình đâu có muốn đâu mà bị thằng kia khống chế. Thằng á lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp nó khống chế. Giờ ông chủ mà bị á người á giúp việc nó sai thì quá điên đảo, là tưởng là mượn người giúp việc về nó phụ tay phụ chân nó giúp đỡ, ai ngờ đó nó có nói là sai ông chủ đi làm việc. Mình thấy mình khổ này, nó sai tới nơi là làm cả ngày cả đêm không cho nghỉ, à muốn nghỉ chưa được, còn cái còn thiếu ở ngoài nó còn thiếu làm tiếp đi, nó không nghĩ được đâu mà. Còn bây giờ chúng ta biết quyết định phải đi, thằng chủ nói đi thì nó biểu mấy người bộ hạ phải giúp vợ đỡ ha, mấy người giúp việc phải giúp cho tao để ta đi đà mà này không là đương kim á, ông chủ lại bị sai chi. Mình biểu đừng có chết, cố gắng tu, nó biểu chết đi đừng có tu, nên mình cũng nghe nó hả. Cho nên nó mình nó là cái vọng ngã chứ không chân ngã. Chân ngã là được tự tại, anh muốn gì anh phải làm, mà u muốn cái gì muốn là tham, anh nương theo chánh pháp. Ta muốn giác ngộ, ta muốn thành tựu như cái điều thì phải làm, thì đó là anh giác, anh là tự chủ giác, tự tại giác, buông xả, nhìn thấu buông xả, tùy duyên tự tại. Thằng không buông xả thì là cái thằng á nô lệ, thằng giúp việc á thủ hạ, nó lại sai khiến mình đó. Đáng lên mà bị sai khiến nhiều, muốn làm gì đâu có được, đâu có tự tại đâu, mà vẫn bị cái hoàn cảnh môi trường chứ. Cho nên giờ chúng ta phải lấy lại phong độ trước đi, là có phong độ trước đi, là mình đương kim là ông chủ mà bị sai khiến, nó làm việc tối ngày luôn đó. Thế cho nên bây giờ phải biết, phải giác, mà không biết không giác là bị sai khiến. Mà trong đó ông chủ không được đi theo cái tên đó, giúp việc, mà ông chủ có thể trợ giúp nó mà không có thể theo nó. Đó là cái chân ngã xuất hiện. Nên gọi chúng ta thường thường gọi á là thường lạc ngã tình tử lý tưởng, là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tình. Thường lạc ngã tình, bốn cái tính này luôn luôn có mà bây giờ chúng ta quên. Chúng ta thường lại biến thành vô thường, vốn không sanh tử bây giờ lại sanh tử, lạc vốn là vui bây giờ là khổ, từ ở cái cảnh giới thiên nhiên tốt đẹp biến thành tai họa, từ cái ngã tự tại quyết định bây giờ biến thành bị động, bị nó sai khiến, cảnh giới sai khiến, hoàn cảnh môi trường sai khiến, không được tự tại chút nào, muốn cái gì không được. Rồi đáng lẽ là chân tịnh, nghĩa là thanh tịnh, mà bây giờ biến thành bất tịnh. Giờ chúng ta phải chuyển lại nó, đổi lại, biết tu, chịu tu, muốn tu và giữ vững đường tu, không gì là giác ngộ. Phải chánh niệm vào đó. Còn chúng ta quên chánh niệm vẫn chạy ra ngoài là vẫn kẹt. Cho nên bây giờ sao lắng, biết mình niệm Phật, cứ nhớ mình đang niệm Phật. Niệm Phật là giác, tập trung trong đó nghe pháp cũng là niệm Phật đó. Tâm thanh tịnh, biết mình đang làm cái gì đó là niệm Phật.
Cho nên á, hãy lấy lại đi, hãy tìm lại con người của mình đi. Mà sự giác ngộ, mà sự vãng sanh, mà chuyển cảnh giới, không gì khác chính tâm của anh cảm ứng. Hãy tin đi có Phật A Di Đà, hãy tin đi có 48 lời đại nguyện, hãy tin đi có sự tiếp dẫn, hãy tin đi mọi người có Phật. Yếu tính quan trọng nhất là phải tin tất cả đều do tự tâm cảm ứng. Cho nên vãng sanh cũng là do tâm anh cảm, tự tánh nó ứng. Anh thấy, anh công phu, anh thuần thục, cảnh giới nó hiện. Anh là người niệm Phật, anh tha thiết niệm Phật, anh tha thiết cái chân thành cảm, thì tự tánh nó ứng. Anh thấy được Phật, anh thấy được Thánh chúng, tất cả những người khác chung quanh không thấy được. Phải cảm ứng mà. Cho nên đó, nên mình đi hộ niệm đó, mình đâu có thấy Phật đâu hả? Lực giải sanh anh đâu thấy đâu. Có ai thấy Phật không? Giỏi lắm là nghe được chút mùi hương. Còn ở trong đó, mà ở trong đó người nào ở xa đó thấy Phật ở trên mái nhà phóng hoa xuống. Mà người bệnh đó, người đang lâm chung đó, thấy cả một không gian. Trong đó nhà cửa bệnh viện nó không còn thấy, chỉ thấy Phật thôi. Chuyển phim rồi là tâm họ cảm Phật ứng, là không có cảm bệnh viện, không có cảm cái phòng á, cái phòng á bệnh nhân, không có cảm đến những cái cảnh giới khác, mà cảm đến Phật. Cho nên toàn cảnh là chư Phật và Thánh chúng. Cho nên họ thấy, họ thấy nó quá hay, quá ngon lành. Cho nên nó chắp tay lại mỉm cười trong đó rồi á, rồi nó niệm Phật theo, thấy không? Mà hết hơi rồi, cho nên mình thấy họ hoan hỷ vui vẻ. Đây là... Còn chúng ta ké được chút, may lắm là nó sáng được chút, may lắm là nó thơm được chút, rồi hết. Người giảng sanh thấy đó, Phật có lời vị nguyện, đến khi lâm chung ta tới tiếp dẫn. Tiếp dẫn sao? Phải thấy được Phật thì mới tiếp dẫn. Cho nên yếu tính duy tâm tự hiện. Ngài trung phẩm thiền sư, Ngài chuyên dùng tịnh độ, chuyên dùng niệm Phật để tiếp dẫn chúng ta. Ngài lấy trong đó đã chứng được tâm, đã kiến được tánh, mà ở trong đó đem tịnh độ ra đưa chúng ta con. Quá hay rồi, Phật Bồ Tát xuất hiện là Ngài đã đâu dạy lý thiền đâu, mà trong lời khai thị của Ngài toàn là lý thiền. Nên trong đó là trong đó thiền những cái khẩu thực, cái câu thoại đầu của thiền đó đều nói tự tánh, đâu có nói ngoài đâu. Mà ở trong đây Ngài khai thị chúng ta cũng là vãng sanh, mà cũng tự tánh anh cả. Anh không tu, anh không bực đài, ông không chuyển đài, máy anh làm gì chiếu là cái đạo lý rõ ràng là đúng nè. Có máy đâu có mở đâu, đài nào đang chiếu thì đâu biết đâu. Phật vẫn phóng quang, Phật vẫn tiếp dẫn ngày ngày á, tận hư không biết bát giới, không biết bao nhiêu chúng sanh vạn sanh về đây phương. Đâu phải một cái quả đất này chúng ta đâu. Ở trong một quốc độ Phật đó, có tam thiên đại thiên thế giới, một cái đơn vị thế giới, một tỷ cái đơn vị thế giới. Tam thiên là 1.000 lũy thừa ba, 1.000 nhân cho 3 lần là 1 tỷ. Đúng nè, 1.000 nhân cho 1.000 là 1 triệu, 1 triệu đó nhân cho 1.000 nữa nè, 1.000 tỷ là 1 tỷ đó, 1.000 triệu là 1 tỷ. 1 tỷ cái đơn vị thế giới, một đơn vị thế giới đó là một cái hệ ngân hà. Một cái hệ ngân hà đó, khoa học nói cho nó có hàng trăm tỷ thái dương hệ,
mỗi một thái dương hệ cho nó có một quả địa cầu đi, để cho một cái địa cầu trong đó mỗi ngày chỉ mấy người giảng sanh, 1 tỷ cái đơn vị, 1 tỷ cái địa cầu đó, một ngày có mấy tỷ chúng sanh giảng sanh. Quốc độ của một vị Phật phổ độ giáo hóa chúng sanh thì đâu có phải đơn giản mà chúng ta mà lọt vô số mấy tỷ một ngày đó, quý vị thấy ngon à? Vậy mà ta vẫn còn là ít, vì một thế giới, một cái địa cầu nó có 7 tỷ người, mà mỗi một cái địa cầu đóng góp một ngày có một người giảng sanh là, thì mình nó là trong cái tỷ lệ 1/7 tỷ mới có một người một ngày đó. Em ơi, đâu có dễ đâu, là nếu một ngày có hàng trăm người á thì thấy quá đó. Với những cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc gọi là Quảng Đại Hội, giờ mình sao mình lọt được? Nếu mà ở trong đây á, một phe ta mà biết được, phe ta phe áo đà này nè, toàn thế giới một ngày có một người bản thân tối thắng không? Tối thắng là đúng không? Lâu lâu mới có tin tức có người giảng sanh, thấy chưa? Tại vì trong đó chân phải tu, mình đừng có đánh gì á, đánh bài cào, mình đừng có đánh may rủi, mình để cái này chuyện này là phải giải quyết ta, mà nó mới dễ cho mày khó. Mà tại vì mình không có, mình nếu ồ đông quá, một ngày trong đó cả mấy tỷ người giảng sanh rồi, mình chắc có mấy tỷ là tận hư không pháp giới, một quốc độ của Phật trong đó, nếu mà tính ra coi tận quân cả tỷ người đi hả, rồi cho nên đây cái số rằng nó quá lớn. Bây giờ ráng cố gắng, Phật không có tuyển, mà ai đủ công phu đi chứ không phải học sinh thi tuyển. Giờ ở cái trường này tuyển trong đó 1 tỷ học sinh thôi, còn mấy tỷ kia dư là không nhận, không có gần hết. Anh đủ hoàn cảnh, anh đủ môi trường, anh đủ điều kiện, anh được giải thoát. Mà điều kiện như thế nào? Niệm Phật tiếng, biết mình niệm Phật. Mà chúng ta lơ lơ niệm Phật không tin. Anh biết niệm Phật là giác đó, cứ giác đừng có mê. Ấn Quang Đại Sư nói từ sáng đến tối, từ tối đến sáng ăn cũng niệm, là chánh niệm là. Sư ông nhất hạnh hay nói làm việc ở trong chánh niệm đúng, nhưng mà kẹt tự lực không có thật được. Cho nên mấy người giữ được cái tự lực này, thế nào? Rồi ông ngày ngày mới bật ra, khi mà nghe tiếng chuông, chuông gì cũng được á, chuông á đồng hồ cũng được, chuông báo thức cũng được, hãy chuông á người ta có tiếng chuông là phải gìn chỉ lại để mà chánh niệm. Thở, thấy không? Thở trong đó thở 10 hơi trong đó rồi làm tiếp, lại chỉ có tự lực thôi. Phương pháp cũng hay, bây giờ chúng ta đưa ra có mình vừa tự lực giác ngộ mà dùng có tha được. Anh tự lực anh lên không nổi, anh tha được. Cho nên giờ chúng ta vô cái chiêu là quán hành thức Phật theo y như kinh Thập Thiện đó, Niệm Đạo đó, Hòa Thượng đó, dùng cái kinh này ngày ngày niệm thiện pháp, ngày đêm tư duy thiện pháp, ngày đêm quán sát thiện pháp, đừng để một tơ hào bất thiện nào xen tạp vào. Ấn Quang Đại Sư nói là trong có luôn luôn niệm Phật, nếu có giờ nhàn rỗi, nếu mà khởi niệm gì lập tức dừng ngay. Anh dừng được những cái niệm khác, đó là anh giác ngộ, anh biết. Còn anh để cho cái niệm đó nó đốt cháy hết rồi thì đó là đam mê, là không giác. Quý vị thấy rõ ràng. Cho nên bây giờ mình phải giác chứ không mê. Hãy mà niệm gì khởi lên lập tức dừng ngay, đó là công phu. Chưa cần niệm Phật công phu, nhưng mà có niệm Phật nó quen. Cái niệm Phật nó nhiều hơn là cái tà niệm.
mãi mà tà niệm á mà có đó, lời á thông báo của mà lão thượng nhân hay là cái hòa thượng gì đó, khi niệm Phật có tà niệm khởi lên, đi ra khỏi niệm Phật sám hối rồi quay vô, dùng á cái phương pháp đó để mà rèn cái tâm này, không có để nó dễ nguôi nữa. Nó muốn niệm, nó muốn nghĩ, bây giờ mình phải vững chắc. Nó mà niệm không đúng đó, dừng lại đem ra. Cũng như học sinh mà nó phá đó, không học nữa, đi vô văn phòng thì được. Nghiêm khắc như vậy thì nó mới chịu. Đấy ra, còn mà biểu, ê, im, đừng nói chuyện, rồi nó im, lát nữa nói chuyện. Mà đuổi nó đi vô văn phòng hiệu trưởng đó là ảnh không dám. Một ngày trong đó gì đi ra đi vô hoài đâu được đâu. Thấy chưa? Cho nên nó phải khắc kỹ. Hòa thượng nói là khắc kỳ thủ chức. Mình phải đánh dấu một cái thời gian, một cái thời điểm để mà chứng, để mà đạt công phu, chứ không có tu tà bạn. Giờ đây quán hành tức Phật đi. Nếu mà quán hành tức Phật thành tựu đó, cái gì á, văn sạch, bảo đảm văn sạch. Cho nên chúng ta bây giờ phải vô trong công phu nặng nói nữa. Giảng, thầy cô giảng nhiều quá, để cho mà không có đèn á, ảnh không vô. Cho nên bây giờ đứa nào mà mình á ồn ào đó, đi đứng dậy. Em phải đứng dậy, đi vô phòng hiệu trưởng, ra kêu quỳ. Vì sao cái im mình trở về? Đấy chứ, mình dạy cái lớp đó, cái lớp bà sơ đó, cái tỷ lệ đó mà đậu đó, điểm cao đó, nó nhiều, nó cao. Vì sao mà ra bà sơ bà không có nể. Mà hồi xưa tôi may quá, không có vô lớp đó, mà tôi chỉ nghe tiếng thôi mà tôi cũng ớn rồi. Mà phải đóng tiền mới vô, phải xin để có người giới thiệu mới vô. Mà đứa nào vô đó là ra ngon lành. Vì sao? Bà sơ bây giờ tới bến luôn, quả bánh tới nơi luôn. Vậy mà cha mẹ chúng ta sao mà biết như vậy mà cứ đẩy mình vô, xin phép cho mình vô. Còn tôi học tiểu học, lên lớp nhất để lên trung học đó, có một cái cô kia nổi tiếng cả trường, cái trường tiểu học đó, là cổ giật tới bến luôn. Tôi nghe là tôi sợ rồi, nhưng mà cổ tuyển sinh, tôi giỏi quá, cổ không nhận, cổ không chọn tôi, cổ chọn người khác, cổ cho tôi qua ông thầy kia. Cái chiêu của cổ là gì? Đưa mặt ra, cổ đứng trên bục tát xuống, đứa nào mà đỡ đánh tài. Thôi tôi thấy thôi cái kiểu này chết. Ở trên mà cổ cứ đưa tay xuống cô tát, mà đứa nào đưa tay mà chống đó, đỡ đó đánh tài. Mà thật là hay, mà cổ tận tâm. Thấy chưa? Mà cổ ấy mà cô bực trong đó mà là cổ giờ tới nơi luôn. Mà cái tỷ lệ á, đi vào trường trung học, trường công đó hồi xưa đó, học trường công đó thì mới giỏi, học trường tư không có giỏi. Thấy chưa? Mà thầy giỏi á là dạy trường công, thầy dở dạy trường tư. Thấy chưa? Cho nên ai cũng muốn cho con em mình vô trường công. Mà cố luyện thi ngon lành, rồi mình nói vô có tỷ lệ đạt, mà vô bính cũng đã đầu luôn. Cho nên bây giờ chúng ta phải khắc kỹ, phải khắc phục cái tự mình để mà thủ tiên, không có vui nữa. Cứ ráng đi, ráng chỗ nào nghĩ bậy lập tức dừng ngay, đó là công phu vọng tưởng đó. Còn mình đó bây giờ mình cứ đứa nào cũng làm gì kệ nó à, giờ vô lớp, giờ niệm Phật, rồi tập họp, nó cũng là tà bà. Quý vị thấy đúng không? Nó không có kỷ luật gì cho. Bây giờ mình phải nghiêm trì, không có không kịp. Giờ là giờ luyện thi chứ không phải giờ học. Còn 3 tháng nữa là thi rồi,
đi không phải giờ đó, giờ dậy nữa đâu. Cho nên nó tu ở ở dưới Brisbane tối 11 giờ mà cú điện thoại thầy đi về cái đạo tràng, cái gần cái đạo tràng của Tịnh Quang cái pháp đạo tràng nó đang ngủ hả, 11 giờ điện thoại ra cô Châu nhà ta gọi điện thoại xuống. Thế là thôi để xuống đó mà tính, để cho quyết định để tao cho quyết định để người ta chuẩn bị gì không, có chuẩn bị gì để xuống đó tính. Còn thời gian không đi xuống không nè, bây giờ không phải thời gian dạy nữa rồi, quý vị không còn thời gian dạy nữa, tin hay không là quyền của quý vị, mà giờ thầy với trò phải luyện thi, thầy cũng luyện thi, sẽ có luyện thi hả, tụi nó rớt hết mình cũng rớt luôn. Cho nên giờ thi đó không phải các em lo đâu, mà ông thầy cũng lo nữa. Bây giờ tụi có thi mà tụi nó tàn tàn, nó rớt hết trơn rồi mình làm cái gì để cho làm, lo lắm lắm. Cho nên phải cho nó rồi có ông thầy dạy dở đó để in bài cho tụi nó nữa nè, những bài này chú ý nè. Tôi bị rồi ở bên Mỹ đó, cái thầy nó dạy dở quá đi mà nó bị báo cáo lên văn phòng của điên của hiệu trưởng. Cái rồi cuối cùng đó là ông in một sách, ông lấy tiền của ông in một sách bài mẫu đó, cho mỗi đứa một sách. Ông dạy dở quá không nào hiểu. Cho nên giờ luyện thi đó tất cả đều phải chuẩn bị, giờ mình không chuẩn bị kẹt đó. Không phải giờ đó, không phải giờ học nữa đâu, giờ luyện thi. Cho nên phải khắc kỳ, phải khắc phục tự mình và hãy định lấy cái thời gian để mà thủ chứng. Làm việc gì nhớ niệm Phật, ăn cơm thì dễ rồi, nó quen rồi, ăn cơm xong cũng dễ rồi, quen rồi, ngồi chung bàn mà. Thế không? Thế ông kia cấp chắp tay thì mình cũng phải chắp tay hả? Thì mình niệm 3 câu, người ta niệm 10 câu. Thấy chưa? Thì từ từ, từ nó quen, mai mốt thấy người ta niệm lâu quá mình cũng định bỏ xuống, thấy ổng vẫn chắp tay, cũng chắp tiếp. Nó keo nó dính đây nè. Chứ mình mở tay xuống không được, dính. Chứ mới có 3 câu bỏ xuống, chưa được cái ông kia vẫn còn. Cho nên niệm 10 câu. Rồi ăn cơm xong đó, 10 câu. Đứng dậy khoan, đứng dậy kéo ghế khoan đã, rồi kéo ghế trong đó, kéo ghế đó, nguyện đó, chúng sanh được an định không có cò kẹt. Thế nha, thì mình đã A Di Đà Phật 10 câu. Đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, luôn luôn niệm Phật, thâm niệm hay khe khẽ. Nếu có niệm gì khởi ra thì phải lập tức ngưng lại, thì phải lập tức lời ấn qua dạy trong đó rất rõ ràng minh bạch, mà chúng ta không hiểu phải giảng ra hết gần cả tiếng để chúng ta mới thấy. Có mà mới có 2 câu à, làm đâu được đâu. Thế cho nên là đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, ăn cơm mặc áo phải lương niệm Phật, thì mình phải cho vô cái chiêu này. Đây chúng ta tu đó quý vị. Nếu quả thật có thể tu như vậy, luôn luôn niệm Phật, thì từ từ trước mặt các anh, tất cả chúng sanh, tất cả thực vật, tất cả khoáng vật đều là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiển hiện ngay trước mắt chúng ta, không phải ở ngoài đâu. Cái làn sóng của bao nhiêu đại thiền mình ngay trước mắt quý vị, là không cần phải câu dây từ đây qua Mỹ mới rồi, mà anh dùng đúng cái tần số, anh giác ngộ, anh hiểu thì tự nhiên cái làn sóng từ Mỹ nó truyền qua chúng ta nhận được, làn sóng từ Tây Phương phát tới chúng ta nhận được, làn sóng từ quang minh của Phật phóng ra chúng ta nhận được. Vậy là không được, chiếu đâu, đâu thấy đâu,
Quý vị thấy không? Có đài truyền hình không? Tôi thấy đâu? Mở máy thấy liền. Cho nên tâm chúng ta phải nương theo cái làn tâm đó, luôn luôn niệm Phật. Và vô cái công phu này hiểu được, biết niệm Phật chứ không phải niệm theo quán tính. Niệm quán tính cũng là một công phu, nhưng mà chưa, mà phải biết mình niệm Phật, giác ngộ chỗ này. Tôi đang nói ba cái: thể, tướng và dụng. Thể là biết cái gì, làm cái gì, mình đang niệm Phật, biết mình đang niệm Phật. Cái tướng của nó là cái âm thanh, khe khẽ cũng là tướng, nho nhỏ cũng là tướng, trong trẻo cũng là tướng, đục trong đó vẫn là tướng. Anh đơn cái tướng xấu cũng là tướng, tướng đẹp cũng là tướng, âm thanh của anh tốt đẹp cũng là tướng, anh âm thanh của anh xấu cũng là tướng. Cho nên tâm của anh trống rỗng thì nó thanh tao. Tâm của anh đó mà nó bị phiền não nghiệp chướng nhiều thì nó đục, thì là nó không có vang tiếng. Như cái chuông này có để đồ trong đây đánh không ra, vẫn có tiếng nhưng mà không ra. Cho nên nó cái đó là cái tướng của tâm của anh. Cho nên nghe được cái âm thanh là biết. Nghe thấy ông ngài Quy Sơn á, quyển Quy Sơn cảnh sách á, Mã Tổ Bách Trượng, Mã Tổ kiến đạo tràng, Bách Trượng lập thanh quy. Cho nên ông Mã Tổ đó, ông là ông thấy được cái núi đẹp ngon, cái núi này có linh khí và kiếm người trụ trì. Hỏi Bách Trượng là kiếm trong tháng ông kiếm người trụ trì đi, nó hiểu không? Kêu ông này ra không được, Mã Tổ bị không được, kêu ông kia ra không được, ông này lớn quá, núi nó trẻ không được, cái già rồi, cái núi này trẻ sao không được, không có tu được không, ông không được, ông già quá. Đến hồi cuối cùng á, kêu cái ông Hương Đạt mới thấy ông này, ông này được đâu ha, sao ho tiếng thôi, ông ho tiếng được đó, còn đi vài bước thôi được ông này. Cho nên nó nghe cái âm thanh là biết. Thế vì mà thợ máy ngon đó ha, mà nghe cái máy nổ, ê cái máy này có vấn đề đó, mà biết nó hư chỗ nào luôn là thợ giỏi không cần mở, nghe cái tiếng nổ là biết liền. Giờ là nó chưa định được đó thì coi á, coi nó đi sao, nó kịch kìa, biết liền. Cho nên nó đây cái âm thanh là cái tướng của tâm chúng ta. Tâm chúng ta có bình thì cái tướng nó bị kẹt. Cho nên cái kèn á, cái mấy cái nhạc cụ đó, nó phải đúng tâm đúng điệu thì nó ra, mà hãy mà nó không đúng tâm thì là có vấn đề. Tâm cũng tăng vậy, cho nên khi niệm Phật đó âm thanh như thế nào thì quý vị bị kẹt chỗ này. Cho nên chúng ta biết mình niệm Phật, niệm ra tiếng thầm cũng là tiếng, mà không nghe tiếng là quý vị mê đó. Niệm mà không ra tiếng á, anh không biết mình niệm Phật, anh không nghe được âm thanh của mình niệm Phật, là anh đang nghĩ cái gì đó, đúng không nào? Trong đó mà hỏi mà không chú ý không, máy nó vẫn phát, hòa thượng vẫn giảng pháp, mà đến hồi xong rồi, ủa thầy nói gì không biết, rõ ràng không biết. Bởi vì khi nào tâm chúng ta tác dụng thì chúng ta mới biết. Cho nên bây giờ mình tập là mình biết mình niệm Phật á, mà khi mà biết như vậy đó, cái việc niệm với chúng nó dễ dàng, mình không có phá người ta. Còn mình không nghe được, không nghe được đại chúng niệm Phật, mà cũng không nghe được chính mình niệm Phật. Bởi vậy niệm có vấn đề nó không biết, cứ là đâu có sao sao đâu. Cái việc cứ lấy máy thâu lại, rồi lát nữa nè ông niệm vậy nè, thì lúc đó ông mới nghe, hồ cái niệm của mình ghê quá ha. Còn chính không nghe, cái này khó lắm quý vị. Tôi niệm á, tôi cắt cái chữ Phật cái lúc nào cũng hay, thầy biểu ủa sao mà thầy cái Amida miên dài không ạ, mà chữ Phật đâu rồi, người đâu có mà không có Phật mà, nhưng cái Phật của mình bị nuốt. Amida Phật, cái hồi đó Phật nó nuốt hơn trong đó, nó chuyển hơi trong đó, cái Amida, mà Phật không có. Đến hồi người ta thâu lại đó, mình thấy hồ ha, mình không có.
Cho nên chú ý liệt cho rõ ràng mình bạch luôn. Không có mình bước tiến lúc nào không hay. Đúng rồi, cho nên nó phải niệm Phật từng câu, từng chữ rõ ràng, minh bạch như Hạ Liên Cư trong thơ nhắc nhở người niệm Phật. Còn nếu mà chắc ăn nó cứ bị để cái máy, khi nào mà vô á công phu đó, ha, khi mà đạt công phu mà niệm ngon là ngon đó ha, bật cái máy lên rồi á cái âm thanh á của chúng ta thâu nhân đó, rồi chúng ta mở ra thử coi nó có rõ ràng minh bạch không, lúc đó mình sẽ. Cho nên nó vấn đề á là cái tướng đó, cái dụng đó phải hiển hiện. Cái tướng đó là cái âm thanh của mình phát ra, cái dụng đó là nghe được lại, tác dụng của cái tâm là có thể nhận. Cho nên thể nó là biết là giác, cái tướng mạo của nó là do cái tâm, tướng đẹp tướng xấu, âm thanh trầm bổng là do tâm, và cái dụng tác dụng của nó là nghe lại. Cái âm thanh do tâm chúng ta phát ra, từ miệng xuất phát và chúng ta nghe lại rõ ràng thì nó là giác. Mà cái tánh giác nó hằng còn, chân ăn trong nó đại thừa khởi tính luôn, nó bất giác tức không, mà tánh giác vốn có, cho nên vốn không nhất định bỏ được. Bất giác vốn không, nó là giả, nhất định bỏ được. Còn mà tự giác mà hữu giác, nó vốn có, nhất định kiếm lại được. Bây giờ chúng ta để tâm một chút, chú ý một chút thì sẽ thấy được cái gì mà được. Không phải tu mà chúng ta tìm trở lại, không phải tu hành cho nó có mà chúng ta trở lại thôi. Cái công phu đó là làm sao cho vọng tưởng phiền não phân biệt nó bớt đi, cho cái tánh giác nó khởi lên, mà tánh giác nó không ngại đối tượng, xấu nó cũng biết, tốt nó cũng biết, chứ không phải xấu rồi nó tắt cái tánh giác đi, đừng có thấy cái xấu này thì ngon lành rồi. Tai nạn tới thì tôi tắt máy đi, đừng có nhận thọ tai nạn thì ngon rồi. Kẹt một cái là luôn luôn có, cho nên nó nhận quá vào chúng ta mê trong đó, bị cảnh giới chuyển. Bây giờ mình làm sao? Đừng có đi theo cái cảnh giới đó nữa. Bây giờ tập tác hả? Buông xả nữa. Cảnh giới tốt không, đừng có đánh. Cảnh giới xấu càng hiểu không chặt. Đến hồi á tai nạn tới, của tôi đâu có mời anh tới đâu, mình quen nó rồi, chuyển nó đi. Mới giữ được cái tâm chuyên niệm Phật. Mình không cần công phu, chỉ cần công phu này thôi. Buông xả, để mặc khỏi đời, cảnh giới ở ngoài bị đặt tập, buông xả. Như thế nào tâm vẫn không khởi, tốt cũng không khởi vui, mà xấu cũng không khởi buồn, đó là tu hành. Không phải là không có từ bi, không có tình ái, mà tâm không có tham chứ. Rõ ràng giác biết, hiểu biết công phu chỗ này. Cho nên tu hành là phải thấu được cái này, chứ không phải là kiến lập, tri thức, kiến giải. Đây, làm sao ba câu này áp dụng thì chúng ta không lọt vào trong ái đạo. Thường niệm, thường suy tư, thường quan sát, thiện, tối thiện nó là niệm Phật. Tối thiện nó là không có, cái thiện của nó là không tương ưng với cái ác, không có để một cái tư tưởng ý niệm ác nào xảy ra. Ganh tị ghét ganh tật đố tị hiềm, tất cả phải buông xả. Mà còn nó đó là còn đẹp. Cho nên bây giờ khó là Phật có 84,000 pháp môn là
để đối trị 84,000 phiền não. Bây giờ mà mình nhận cái nào phiền não, cái nào không phiền não, cái nào tốt, cái nào xấu là cũng chết rồi. Phải tay thiện nghệ mới nhìn được, ồ cái này là thuốc, cái này không phải thuốc, cái này là có dược tính, cái này có độc tính. Mấy ông thuốc nam nó nhìn nó biết hả? Còn mình chúng ta đâu biết đâu. Thấy cái cây cỏ, cỏ gai ở đâu gì, nó có vị thuốc đó hả? Còn thấy hoa kia nó đẹp, nó thơm, có độc đó hả? Thấy chưa? Mình đâu có nhận đâu. Mà những tay á, thuốc bắc, thuốc nam mới nhận đó là tốt. Thì bây giờ chúng ta gom hết lại, đem một câu A Di Đà Phật quá giải hết. Anh nào á tốt cũng quá giải, anh nào xấu cũng quá giải. Quá giải thành gì? Thành nó tốn thắng hơn. Cho nên nó Tôn Ngộ Không đó, đối trị với Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm Bồ Tát vậy, kêu nó đeo cái dòng kim cô này, mà nó có chuyện gì nó khởi tâm nó niệm cho ta, niệm thì đau quá mà oan ức quá cũng niệm, đúng cũng niệm, sai cũng niệm, đến hồi ông giận quá bỏ thôi, ông sư phụ này nó kỳ quá, giúp ổng mà ổng ấy, cho nên ông bỏ về núi ha, đi chơi với đệ tử một đám khỉ đi chơi, đến hồi buồn quá rồi cái nào không có y viên không, không biết gì thì phải trở lại à, thối chuyển không muốn tu nữa, vì sao cái lời ấy rồi cũng phải quay về tu, giác ngộ rồi quay về tu, quay về tu nó đỡ hơn, về sau này nó đỡ phải bị niệm hơn, còn mới đầu cái gì cũng niệm. Cho nên bây giờ chúng ta phải niệm, nghĩa là từ máy bấm, từ cái máy niệm Phật, từ cái công cứ, rồi chúng ta đi vô hành động quán hạnh tích Phật. Tại sao mà ngon hả? Mà trước khi làm gì niệm Phật cái này 10 câu cái này. Ở trong kia nó như ỷ thiên kiến hoành há đương nhiên, nghĩa là ông tướng đó cởi xe ngựa, cái ngựa giống như La Mã, hai con ngựa nó kéo cái xe đó, ổng cầm gươm, thấy chưa? Ở đây cầm cái cầm cương với cầm cái bàn xe đó, hoành hán đương nhiên, xông pha giặc phiền não, bao nhiêu giặc phiền não ổng tẩy tới và chém hết, ỷ thiên kiến chém sắc như chém mục, chém trước rồi tâu sau, tốt cho chém, xấu càng chém, không sợ vua chó đâu. Nghĩa là không cần biết gì, trong nó giặt trong đó, nếu mà có chuyện gì trong nó chiến trường song pha, không nhận được giặc thù chém hết. Cho nên chúng ta thiện ác gì cũng phải chém, một câu niệm Phật sưng sững, niệm Phật phải lẫm liệt như tướng xóa, oai phong lẫm liệt vượt qua sanh tử, niệm Phật phải hiên ngang. Ở trong đó lời của ngài Trung Phong Thiền Sư đó, trong những bài khai thị đó, để chúng ta khích động chúng ta như một chủ tướng xông pha phá hết giặc phiền não. Đây luôn chứ thôi tập tà như gà mắc nước để đây nè, đi coi như nó lết hết lê thê thẻo não, nghĩa là một đoàn quân thất trận trở về. Bởi vì ở trong đó chánh nhân lẫm liệt, cứ nghĩ tới sanh tử bi khả thống, ở trong đó trần lao thâm hiểm bi khả bi, thống khổ bi ai, vượt qua hết tất cả sanh tử phiền não, lắm liệt lời của Trung Phong Thiền Sư. Quý vị thấy mình phải khích động lên, thâm yển trần lao là nó chán trường vô cùng, thâm yển là chán ghét, mà chán ghét
biết sâu xa, thâm hiểm trần lao vi khả bi. Quá là bi ai, quá là khổ sở, chán chường quá độ cái cảnh trần lao này. Nên ngày ngày có hai câu nữa. Thì chúng ta lẫm liệt lên, niệm Phật lẫm liệt lên, oai phong lên, vượt qua tất cả những cái bi ai. Thống khổ này không có lơ lơ được là. Nếu là tam thời hệ niệm á, thì ra nhiều giờ mấy cái câu là thống, thống là lắm à. Mà thống như vậy chúng sanh mới khai ngộ, mới được lợi. Còn anh đọc trả bài ta không có, không có hơi gì chứ. Nếu không phải là lên nó đọc, nó cứ vậy dở sách ta đọc sạch hết. Mà anh phải tương ứng tùy văn nhập quan. Niệm lên rồi, đọc lên rồi thì thấu nó, thấu nó truyền cái tư tưởng, truyền cái làn sóng cho tất cả chúng ta. Tự nó phát ra, nó phát thì người ta nhận ra. Còn mình trả bài nghe rồi, ủa không biết ông nói gì. Cho nên ở đây tam thời niệm anh phải để tâm trong, anh phải thấu trong đó thì mới có năng lực. Chứ đơn giản không phải là vậy, để lấy cái máy ngon hả, đọc rõ ràng hơn ra những cái lời văn trong đó thấu thiết, thấm thiết. Và chúng sanh nghe vậy khổ quá rồi, biết rồi, bi ai quá rồi, chán chường quá rồi, biết rồi, lắm liệt đứng lên niệm Phật không dùng, vượt qua cái khổ, vượt qua cái đói, vượt qua tất cả những cái này. Cho nên á, tam thời hệ niệm quan trọng nhất là những lời khai thị, thống thiết rồi sám hối, ba lần sám hối, kiên đối Phật tiền cầu sám hối, nhất thiết nghiệp chướng cầu sám hối, nhất thiết tội căn cầu sám hối. Từ thấp đến cao, từ cạn đến thâm là. Cho nên chúng sanh đó, dứt hết nghiệp căn, dứt hết tội căn, và nương theo oai đức, nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đạt, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi đến nó tự tánh chúng sanh, tự tánh phiền não, tự tánh pháp môn, tự tánh Phật đạo, thệ nguyện thành. Nên chúng sanh dứt bỏ hết nghiệp căn, dứt bỏ hết tội chướng, và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độc. Phật pháp có đầy đủ phương tiện, đầy đủ năng lực, chúng ta có y giáo cùng hành, hơi chỉ bề ngoài thôi, không phải đâu. Tất cả trong đó, trong tịnh độ, những pháp môn mà chúng ta đã giới thiệu, đã thực hành đó, đều có năng lực. Đó là cái tâm của chúng ta dùng như thế nào. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính đắc được một phần lợi, mười phần thành kính đắc được mười phần lợi. Đây là con đường ngắn nhất để mà nhập đạo. Đây là con đường ngắn nhất để tu hành thành các quả. Nên nó ráng cố gắng, thời gian không cho phép chúng ta được lực, mà phải dùng hết tâm, hết ý. Hãy dùng tất cả năng lượng còn lại, đừng có lưỡng lự. Chỉ còn nửa năm nữa không có là bao nhiêu, so với cái thọ mạng mấy chục năm của mình là cho một năm nè. Mình á bây giờ 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi rồi, là lấy một phần nhỏ trong đó ra để mà tu, không chịu không kẹp à. Mình ở bây giờ tu như thế nào? Người nào mà giải quyết được gia đình lên cái chỗ mà là thiện tri thức là thiết lập, nó an toàn hơn là, đúng không nào? Bộ chỉ huy ở thì nhất định phải an toàn, phải bảo vệ, phải trong ngoài trong đó phải có hộ pháp nè. Nhưng chúng ta đâu có biết là trong đó hộ pháp mình đâu thấy đâu. Nên để an toàn, nên ở trong đó thì nhất định là
đỡ hơn ở tiền tuyến mà đó mà nó địa đầu được cái nó phục kích còn ở cục bộ chỉ huy đâu có dòng trong dòng ngoài đâu dễ không vô lắm đúng nè thì ai mà vô được đó là ngon mà vô không được đó thì để đào lỗ là cố thủ là ở trong cái đồn đó phải chấn giữ dòng trong dòng ngoài dây thép dây gai gì đó của này dễ dòng vô tướng niệm Phật trong đó cho nên nó ai ở lại thôi cái chỗ này ngon lành niệm Phật đường này ngon lành rộng rãi là có chỗ lễ Phật có chỗ tụng kinh có chỗ kinh hành đầy đủ hết là nóng có máy mát lạnh có máy nắng nó luôn luôn điều hòa trong đó là chỉ cần nó khắc phục cái ta khắc kỹ thủ chức hòa thượng nó phải khắc phục với cái kỹ là cái ta tự kỹ đó những cái ham đắm những cái ham muốn những cái mong cầu những cái sở hữu của chúng ta hãy khắc phục nó vượt qua nó để mà thủ chứng để nắm lấy cái phần chứng lấy cái phần chứng được có công phu đồ muốn làm gì tự nhiên á mấy cái đầu của việc trả lại cái đi học đi đưa đầu đây điện thoại đưa đây máy nghe đưa đây trò chơi đưa đây nộp lại hết mà đến hồi á làm xong rồi ra trả ai lấy được đồ cho nên khắc kỹ rồi tự nhiên phúc báo của vị trong đó trả lại hết ai thèm nhưng bây giờ giữ trong đó là cái vị không học không tu cho nên bây giờ mình đó không quyết định bây giờ đợi đến bao giờ quyết định hồi hôm qua là cái nghiệp đó mang theo được hôm nay không tạo được có thể đớn nghiệp vạn sanh hôm nay chưa khắc phục được nó hôm nay chưa buông xả được nó ngày mai còn cơ hội ngày mai chưa làm được chưa tu được chưa niệm Phật được ngày mốt còn được nhưng mà cái việc cứ hứa lần hứa lượt như vậy đó đến hồi thở ra không thở vô bye bye vĩnh viễn bao nhiêu kiếp luân hồi mới gặp trời dụng không phải đơn giản là cho nên bây giờ hòa thượng nói đối nghiệp phản sanh nghiệp hôm qua không tính nghiệp kiếp trước không tính nghiệp hải mênh mang tội sơn gặp ngọc không tính tính hôm nay cái lý luận nó có anh buông xả ngay bây giờ thì nghiệp anh tìm anh buông xả không được cho nên phải từ từ tu bao nhiêu kiếp mới được thực sự trong lý luận một ý niệm thành tựu một phần á của 1.600 tỷ ý niệm một ý niệm giác là được rồi nhưng mà cái ý niệm nó ra lập tức nó chạy qua tập khí nhân cho ba 1.600 nhân cho ba là 4.800 tỷ của một giây anh làm sao mà chống lại nó qua thành nó thành Phật pháp giới rồi cho nên Phật trí tướng xuất hiện còn chúng ta là nghiệp tướng xuất hiện có lục thô đó lục thô mình ở chót còn Phật trên Phật pháp giới là trí tướng ở trên ngài cũng dùng tâm vọng bị nó chuyển đổi nhưng mà nó ngon ở trên ngài trí tướng còn chúng ta là nghiệp tướng mình là nghiệp báo bây giờ cho nên nó mình buông xả là chính buông cái nghiệp của anh ở đây mà người giàu đang trả nghiệp phúc báo người nghèo đang trả nghiệp đói đó cho nên nghèo không phải hay đâu nghèo á giàu không phải tốt đâu mà anh làm phúc báo anh lên cõi thiện anh trả cái nghiệp đó anh làm á ác báo anh xuống tam ác đạo trả ác báo cũng là trả nghiệp bây giờ mình buông đi ác cũng không thèm càng không thèm còn mà tốt cũng không thèm luôn cho nên nó bằng lâm quẩn nó đem cả gia tài xuống sông Trường Giang dẫn xuống đó ta không thèm
Người ta biểu, ủa sao ông không biết xài thì cúng dường cho người khổ, ông gì trong dục xuống đó hả? Ôi ba cái nghiệp đó mà lấy làm gì? Bồ Tát. Còn chúng ta nâng niu những cái này. Bây giờ mình tạm tạm tùy duyên là tùy duyên diệu dụng là duyên như thế nào? Hòa thượng nói cứ nghĩ đi, Đức Thế Tôn không có cái mái che, Đức Thế Tôn không có một cái nhà, Đức Thế Tôn không có một cái giường. 49 năm là đầu trần chân đất đi suốt cả Nam Bắc Ấn Độ. Mưa không sợ, gió không lay, nắng không sợ, kim cang bất hoại thân. Mình còn cái mái che, mình còn cái giường ngủ, mình còn có nơi ăn, đủ an ủi lắm rồi là. An ủi lắm rồi là. Cho nên đừng có trả nghiệp bỏ nó đi. Bây giờ thử nó không có chuyện ác nữa, mà nó trả nghiệp. Anh có nghiệp gì anh phải trả. Anh chưa trả hết được, anh không có thời giờ để tu. Nên người thấy không, mấy người mà giàu giàu đâu có thời giờ tu đâu, đâu có cơ hội tu đâu. Anh chưa trả hết nghiệp lấy gì mà tu. Còn chúng ta không có nghiệp, ít ít thôi. Nghèo á cũng ít ít, mà giàu cũng tí tí. Cho nên nó đi giữa lưng chân này, nó vô được à. Vì thấy nghèo á, giàu lắm đâu có vô nổi đâu. Không vô nổi là phú quý tu đạo khó là. Còn mà nghèo bần cùng đó tu đạo khó. Một ngày á mà kiếm được hai bữa ăn là thấy là mệt xỉu rồi, còn thời giờ đâu mà niệm Phật. Nên là cái duyên của chúng ta tối tháng đó, Phật không hiện ở cõi trời, không hiện ở ngạ quỷ, mà hiện ở cõi người. Cái duyên mới chưa nhỉ. Nghèo không nghèo, giàu không nghèo, nó có thể tiến thân. Nghèo quá khó mà tu, giàu quá không thời giờ. Nên bây giờ ráng cái duyên, mà bây giờ nó ra vô cái duyên tối thắng nữa, tai nạn rồi đó, có chịu bỏ không? Tai nạn tới là trước mắt cái chuyện thế gian, không nói chuyện đạo. Những cái phim đó mà thường nó coi đi, sáng coi đi, đến hồi á trong đó cái nào nó cũng lật hết, nhà cửa rồi á, xe cộ cầu đường gì đó nó lật hết trơn, đâu có mà chăm chút vô cái xe của mình nữa. Cái kệ nó tùy duyên, có cái đi đừng có phá nó, giữ cho nó tốt đẹp để mà dùng phương tiện đủ rồi. Cho nên á không có cái gì của mình, vậy mà lại để tâm tạo bao nhiêu nghiệp vào cái chỗ không này. Đang nói phẩm 32-37 đó, nói chúng ta hữu nhất thiếu nhất, tư dục tề lặng, có một tham một, có nhiều tham nhiều, không có đều tham, phi tâm tẩu sự. Theo cái tâm tham mà tẩu sự. Tẩu là chạy theo nó, sử là sai khiến, là bị khống chế. Vi tâm, bị cái vọng tâm, cái tham tâm, cái tâm tham đắm, và nó rượt mình, và nó khống chế mình, nó sai sử mình. Không có được cái tự tại của chân tâm. Và Pháp dạy chúng ta biết rồi, đều là của đó là thủy hỏa đạo tặc oan gia trái chủ, không phải của mình. Là cơ của mình á, nước dâng lên nó đi mất à, đâu phải của mình đâu. Mà của mình á, nước dâng lên, nước thì nước, ta vẫn là của ta. Còn nước dâng lên là tất cả nè, rồi á thủy xong là hỏa, thấy không? Hỏa là nó cháy, cái gì nó cũng cháy tới nơi.
ở Melbourne kia rồi cháy. Mấy năm trước cháy đó, đâu còn đâu, thấy không thì cháy. Mà nó tả lại khủng khiếp vô cùng. Lạc ở trong cái rừng lửa đó. Và tả lại cái tiếng của nó đó, nó cháy nó nổ đó, như là tiếng xe lửa. Khủng khiếp không? Khủng khiếp là cái xe mà nó dậy chạy vô cái rừng nó kẹt đó. Cái bà thục lại đó. Rồi đó là thủy hỏa đạo tặc, là cướp bóc cướp giật. Ở trong đó cướp ngày là đạo, cướp đêm là tặc. Cướp ngày là quan, quan quyền chính phủ. Khổ quá, làm cho đã đóng thuế hết. Nghèo càng đóng thuế. Hồi xưa đó nhớ là cái thuế đinh, thuế điền, thuế nhân khẩu gì của đời xưa đó, thuế thân. Không phải thuế thân, nó gọi là cái thuế gì chúng ta thuế thân. Đóng thuế, mình có mặt ở cái xã hội này là phải đóng thuế. Thế cho nè, bây giờ thuế quá nhiều. Ở Tây cũng nhiều thuế, ở Việt Nam cũng quá trời thuế. Mấy trăm cái thuế áp đặt vô mình, cho nên người ta thở không nổi, là không có tiền, không đủ tiền cũng phải đóng thuế. Vậy đó, làm việc một tháng mấy triệu cũng phải đóng thuế. Mấy triệu có một trăm mấy đô à, 3 triệu 150 đô cũng phải đóng thuế. Thế đó là của đạo tặc. Quan là cướp ngày, giặc là cướp đêm. Thế nên là cướp có giấy phép, cướp có luật lệ. Thế nên là chết. Rồi ở trong đó oan gia trái chủ, hết cái ngoài rồi đến con nợ. Trong đó là có ân, có oán, đời đòi nợ, trả nợ. Có bốn cái duyên này mới thành gia đình. Không có bốn duyên này không thành gia đình. Có duyên mà không có nợ, không thành vợ, thành chồng. Thế là vì có ân, có ái, rồi có duyên, có nợ, có đòi, có trả, mới thành vợ thành chồng. Bốn duyên anh không có, anh không, anh chỉ có duyên thôi, không thành tựu. Có duyên mà không có giống, không có nhân, không thành tựu. Do nên ở đây oan gia trái chủ. Bây giờ người ta sống mà không có nhân nghĩa, bởi vậy cho nên oan gia trái chủ nó nhiều. Không phải đền ân trả nợ mà ở trong đó tới để đòi nợ báo oán. Nên cái cảnh giới như vậy đó. Thì nếu mà đồng tiền của anh đó kiếm ra bất chánh thì con oán tặc nó tới. Nó tới nhiều cách, miễn làm sao đoạt hết những cái tiền anh làm. Làm ra rồi nó đi. Có người buôn bán á, buôn bán đó, buôn gián bất chánh đó, cái sao á sanh đứa con đẹp, khôi ngô, đẹp á, ngoan ngoãn. Thấy chưa? Cái ông nghĩ thôi chết rồi, mình vậy mình làm vậy mất phước cho con, thôi không có buôn bán gian lận nữa. Buôn bán đó, tốt đẹp, buôn bán đàng hoàng, giúp người. Giúp người xong á, một thời gian tao đứa con ấy chứ. Ủa, bị kỳ quá vậy. Tôi làm ác á, thì đứa con tốt tới. Mà tôi á, mà làm á, thiện á, là nó đi. Cho nên bây giờ, chả lẽ mình phải làm ác sao? Nhưng mà có vị thầy dạy cho. Đứa con đó, nó tới nó phá gia tài của ông. Nhưng mà ông sám hối quay đầu lại,
làm lành cho nên nó thôi, nó bỏ đi. Quả nhiên một thời gian sau ổng sanh một đứa con khác tốt đẹp. Đây anh ấy, đó là sự thật Phật nói chúng ta từ mà tôi chứng kiến ở Việt Nam đó cái gì. Đứa con nó tốt đẹp, ngoan, nó nhỏ. Vậy mà mỗi ngày đó ổng phải mua một ống thuốc từ ngoại quốc để trong cái thùng đá để đem về chích cho nó. Một liều thuốc đó nó giống như cả một lượng vàng. Cho nên nó mỗi ngày chích cho nó những cái thuốc đặc biệt đó, đến hồi nó hết tiền rồi nó đi, nó tới nó đòi. Nó đòi nhiều cách. Con ngoan lại có bệnh, mình phải đau đớn, mình phải tha thiết, mình phải trong đó dùng nó đó chữa cho nó, chữa xong nó đi. Còn không có nó làm con ăn hại chết nữa. Tôi thấy cái ông đó hồi xưa nó ổng bán công tác buổi sáng giàu lắm. Ổng chỉ thu tiền lính vô ăn, ăn xong rồi ông đang tính tiền, ổng tính tiền, ổng chỉ chuyên tính tiền, rồi ổng cầm cặp tiền đi. Vậy mà sinh tinh đi khi mở giải phóng xong đó, nội cái bán nhà mua vàng, mua vàng bán nhà, cáo như vậy mà ổng sạch. Ổng bán nhà ra, ổng mua nhà, ổng lấy hàng trăm cây ổng mua nhà. Vì thấy một mốt cái tiền nó vàng ở trong đó mà nó tới nó chạy máy nó tịch thu chết, nên vàng nó chẳng bán. Ổng bán vàng mua nhà đó, rồi ở trong đó tưởng ngon, rồi ổng mới lại đến hồi nhà nó sụt giá, ổng lại bán nhà mua vàng. Ổng cứ như vậy đổi qua đổi lại, rốt cuộc mất hết. Mà khi mà ổng lên đó ha, ổng mà ổng bán nhà mua vàng lại lời, rồi ổng bán vàng mua nhà lại lời. Thế mà tính không nổi là, tính không được là. Có người á không mà bỏ mấy trăm cây ra để mua nhà, thấy không? Tính cái nhà đó là 4 tỷ, thấy chưa? 200 ngàn cả trăm cây. Bây giờ đó cái giá 4 tỷ không ai mua. Mà đừng có nói đến vàng, nói đến tiền thôi cũng là cái lỗ rồi. Lúc xưa vàng có 10 triệu, bây giờ nó 40 triệu. Nội cái đó thì nó lỗ hết là 1% rồi. Lỗ gấp 4 lần rồi à. Còn anh ta nói bây giờ đừng có nói đến vàng nhức đầu lắm thầy. Nếu mà con không bán vàng bây giờ con có mấy trăm cây hả? Mỗi cây trong đó là 40 triệu hả? 100 cây thì thấy là 4 tỷ rồi. Cho nên trong đó tính là khi mà phúc báo nó xuống, khi mà ở trong đó nó không còn thời nữa là nó đi hết. Thủy hỏa đạo tặc oan gia trái tử của thiên trả địa là. Nên ráng cố gắng Phật pháp rõ ràng bên cạnh, cứ nhìn hiện đời này, mình nhìn đó mình sẽ thấy mình trải qua mấy thời kỳ rồi, mình trải qua mấy thế hệ rồi. Cứ nghiễm nghiệm nó nhìn lại đi thì sẽ hiểu mà. Thì hiểu như vậy rồi Phật nói đúng đó. Bây giờ y giáo phụng hành, cải đạo tạo phụng hành, hãy niệm thiện pháp, hãy tư duy thiện pháp, hãy quán sát thiện pháp, đừng để một tơ hào bất thiện nào tới. Hoặc sự chứng minh chúng ta nghèo hơn chúng ta nhiều. Vậy mà chuyên gia đại sư nói hãy cúng dường, hãy bố thí đi. Hiểu con á, lo ăn cho con á, lo sinh hoạt cho con uống cũng không đủ ở đó mà lấy đồ cúng dường, lấy đồ bố thí. Hiểu vậy năm chắc ông có không? Cái này cũng được tạm tạm. Vậy một đồng ông có không? Dạ cưỡng cầu thì cũng được. Vậy thì ông từ năm cách một đồng này cải thổi.
quả thật ngày y giáo phụ huynh có dư tiền tôi không nghĩ không không lo năm cách đó dư đó đem đi cũng được. Đến cái đạo tràng, đến cái chùa nào đó, ở đây có phóng sanh cho tôi tham gia nhé, hồi phước đó. Ở đây có cái in kinh cho tôi đó, cũng ghi tên luôn đó, tên của ngài trong đó, cúng dường á, in kinh một đồng có luôn. Từ đó mà in đến bây giờ đó là cúng dường cho toàn thế giới nội đại tạng kinh không đó, một vạn một bộ vạn còn 10.000 một bộ đó là 154 quyển lớn, là cúng dường nhiều nhất thế giới. Ông á, Bill Gates là cúng dường á, tài sản nhiều nhất thế giới. Hòa thượng ba cái cúng dường đều tài pháp vô ý anh đầy đủ ngon hơn à. Nên trong đó là lời phúc phúc báo tăng, trí tuệ tăng và thọ mạng tăng. Cho nên chúng ta đừng tiếc cái đồ giả có trong đó, hãy nương theo đó mau mau cúng dường bổ thí. Nhà tôi cũng cố gắng miên mật, có chỗ nào là tôi cúng dường. Tôi chết rồi mấy tháng nữa nó hết, nó là thành giấy để là chết, không sợ. Mình có cúng dường không sợ, không sợ, không sợ đói, không sợ lo, tự nhiên có. Cho nên mau mau tìm cách cúng dường cho chúng ta, để nó mai mốt thành giấy. Không tin, người đợi không tin, đợi mai mốt là tin. Cho nên không giữ, mình buông xả, nhất định buông xả, đừng có lo. Phật nói người tu hành lo gì, đập để một luồng hào quang lại cho những người chân thật tu hành để phúc báo xa cùng. Ai có thật sự tu hành đó thì sẽ hưởng được cái hào quang. Cho nên đó, mình để lại một luồng hào quang cho người tu hành thì chúng ta ráng. Hôm nay ráng, tối nay chúng ta 24 tiếng đói ăn, mệt nghỉ, khỏe thì Phật. Ăn xong rồi đó nghỉ chút, rồi đi tinh thần không lo. Ăn xong rồi đó chúng ta đi ghê, từng cứ mở máy. Mình đã làm trong đó cái nghi thức nhẹ nhẹ bắt đầu, rồi đó, cứ như vậy mở máy. Nên nghỉ, tối nên nghỉ, đừng có gượng, đừng có cố gắng. Mình làm nó cho bền, chứ không phải là làm cho nó nhanh nhanh, không phải, mà bền bỉ. Cứ chạy như máy dầu nữa, đừng đi máy xăng, nó cứ xịt nó chạy hoài. Không? Ông máy xăng nhấn hồi cái là nó rã là hà. Cho nên mấy dầu đó, thấy không? Dai không? Ông này biết nè, có xe là biết nè. Chạy đường trường là nó đó, chạy dai dẳng lâu đó là nó. Còn máy xăng ở trong thành phố cứ nhấn ra xịt cái này, không ăn. Bởi cho nên chúng ta nghĩ là mai mốt không ngán, ngủ lại cái gì á, kiếm chỗ ngủ đó. Mà họ thường nói có thể cho mặc áo đàn, đừng có ấm quá, ấm quá kéo mà lên kéo tới sáng luôn. Còn mình nó lạnh lạnh, nó thức dậy đó ngủ được 2 tiếng, tỉnh táo có sức lực kinh thần, cho nên nó vượt qua cái chướng ngại. Giống như ngày khô lâu dài, đừng có làm cho mình đuối sức, dây đàn nó căng quá không được. Tu phải như nhẹ nhàng như vậy, móc túi móc từ từ. Thấy không? Đúng không? Từ đó là cảm nó móc ra, cứng tròn móc ra. Đúng ngay chắc viên á, châu như vậy. Còn cái gì sợ sợ là nó không thấy, rồi cái này cũng không thấy, thấy không? Làm nhanh nó không thấy, mà anh là từ nhẹ nhàng. Ồ, đây là cộng nè, nhẹ nhàng, bình tĩnh, chánh giác mà làm. Một câu niệm Phật rõ ràng, minh bạch, không có hưởng mà không có cách, không có có chậm mà không có mau, nhẹ nhàng giác biết trong đó, không phải cần nhiều. Ngài á, Ngẫu Ích Đại Sư nói công phu không phải cạn hay sâu, mà là công phu niệm Phật nó không phải lâu hay mau,
ít hay nhiều, mà là cạn hay sâu. Cạn là tương ứng ít, sâu là tương ứng nhiều. Cái tâm rõ ràng minh bạch. Mà bây giờ Hòa Thượng nói đến cái ý niệm, ý niệm thô nó có bao nhiêu ý niệm vi tế, thì cái niệm Phật của ta từ từ thô nó thành vi tế, nó biến không gian pháp giới, nó xuất sanh vô tận. Cho nên một câu niệm Phật đó nó mới tạo thành cái hoa sen nhỏ nhất là 30 cây số đường kính. Nó có năng lực đó mới tạo thành à. Ở nhà chúng ta quý vị thấy cất cái nhà lầu đó biết bao nhiêu công à. Vậy mà đừng đứng đây tìm niệm Phật, cứ đi vòng vòng niệm Phật, cái hoa sen nó lớn, bán do từng, một do từng, mười do từng, trăm do từng, ngàn do từng. Một do từng là 60 cây số, bán do từng là 30 cây số, đường kính 30 cây số. Lấy cái lực gì mà xây, lấy cái công gì mà xây? Công niệm Phật đó. Cho nên ý niệm niệm Phật bất khả tư nghị. Nên tối nay chúng ta bắt đầu ăn cơm rồi nhẹ nhàng trong cái việc làm, ráng phải an định, phải nhẹ nhàng. Phiền não nghiệp chướng nó không có khởi lên, không khởi lên thì cái sự hao tổn của thân thể năng lực đó nó chỉ giảm thôi. Bây giờ chúng ta ráng mà tập, tập cái gì kia đi. Hòa Thượng nói đông mi, mình phải cho cái máy này vô cái thời kỳ ngủ như con gấu. Mà anh náo động quá anh ngủ không được, đến khi tai nạn đó cái thân thể nó đòi hỏi không có cung ứng nó chết, nó tắt. Mà nếu mình an định, không vọng tưởng, không phiền não, anh nằm yên anh ngủ đó, trong đông miên đó, miên là ngủ, ngủ qua mùa đông. Con gấu nó ngủ qua mùa đông 6 tháng nó thức dậy. Chúng ta ngủ qua mùa tai nạn 1 tuần thức dậy con lại. Còn chúng ta náo động quá qua không nổi. Cho nên nó tôi kết hợp những cái lời tiên đoán là của vị thượng nhân gì đó, những người còn sót lại thân thể trăm trẻo trắng ngọc đẹp đẽ. Tại sao? Qua mùa đông rồi nó lọc hết tất cả phiền não gì kia, cho nên thân thể tự nhiên ngon lành, sạch sẽ thanh tịnh. Chẳng ai là cái gì? Không phải không có lý do đâu, nó có lý do rồi. Cho nên qua cái mùa đông là con gấu nó tỉnh dậy. Bây giờ chúng ta qua cái mùa tai nạn này, bây giờ mình tập nhẹ nhàng. 90% 95% năng lượng dùng là cho vọng tưởng phiền não. Giờ bỏ nó là chúng ta an định ngủ một giấc say, rồi dậy qua một thời đại mới, một kỷ nguyên mới. Nếu mà ngon hơn nữa ngay thì đó niệm Phật chắc đó, A Di Đà Phật phóng qua, thân ở đó tâm đi rồi. Đấy, rồi đây ngon lắm. Cho nên hai cái điều đó quan trọng. Còn điều thứ ba đó là người nào ở lại là có duyên thù thắng, mai mốt sẽ làm tổ sư. Mơ nấu của thầy có thể làm á là quốc sư, thầy á tổ của đạo, là tổ của quốc gia, để mà đem lại truyền thống văn hóa đức hạnh đạo đức trở lại cho quốc gia. Có cái gì thù thắng như vậy nên giờ mình phải không tập chứ. Thế cho nên á tu ông ba đó, giờ ta tập chuyện đó cũng hay. Nó lọc ra, nó lọc ra cái những cái dơ đó, cái bệnh đó, nó ngủi không cần mình đợi đến giờ đó hết á, mình ngủ một giấc trong đó thì cũng lọc luôn hả? Nó không ăn anh bắt buộc phải lọc không? Cho nên giờ mình ráng mình tu để cho cái đòi hỏi cái thân thể nó bớt lại, để cho nó đừng có tiêu quá năng lượng nhiều, và ở trong đó thân thể có thể chịu đựng nó. Giờ chúng ta bắt đầu mỗi tuần làm một lần, mà nếu ở trong đó ngon hay trong đó bớt ăn, từ tâm từ
người thân đều không có tiếp xúc để thấy vô hả. Bây giờ mình bắt đầu lên tối nay bắt đầu 5 giờ đây, 5 giờ tối nay đến 5 giờ tối mai 24 tiếng, và chúng ta giữ công phu đó từ từ đó, tăng lên để mà vô được, chuẩn bị vô được hoàn cảnh môi trường tốt đẹp, chuẩn bị ra đó, nên bên đó chuẩn bị, chúng ta cũng chuẩn bị thân tâm chúng ta, còn để một cái tâm cái thân này nó vẫn còn đòi hỏi nhiều đó. Yeah. Cho nên đó, người nào khắc khổ á, vậy như mấy người mà đi ra đi học tập đó, tập cải tạo đó, người nào mọc là chết, người nào hút thì vẫn sống, vẫn dài, vẫn ngon lành. Cái nào mà mọc đó đi mất tiêu á, cơ thể nó đòi hỏi quá nhiều, không đáp ứng nó không chuyển biến gì. Còn cái ông kia ông dai rồi, cho nên có một chút xíu ông cũng chịu được nổi, ông qua được. Cái chị không tin, hỏi mấy người học tập coi, hỏi tôi, ta hỏi ông con nào mở tư tưởng tưởng tà thấy yếu đó, vậy mà qua được. Còn ông nào thấy ngon á, tướng bự á gì hết. Nên thân thể chúng ta, tâm chúng ta phải chuẩn bị điều thân phục tâm để vượt qua cái này. Thôi để chúng ta dừng ở đây ha. Quý vị nào có thắc mắc câu hỏi trước khi vào khóa tu không? Thì chứ không á, chúng ta niệm Phật nhắc nè, rồi đã 5 giờ thọ tiểu thực năm, mình nghỉ chút rồi ở trong đó rồi bắt đầu vô nghi lễ kinh hành đó, thì quý vị có thể đi nghỉ ha. Xong rồi đó thì cứ như vậy nó tiêu hóa rồi đó, thì chúng ta cứ kinh hành ở trong đó, và thay tối thay phiên nha, đừng có cố gắng thường mà ở trong đó chúng ta có thể đi ngủ sớm, thức dậy sớm, để chia ra ban tối chia ra 3 tối, từ 12 giờ đến 4 giờ, 12 giờ đến 2 giờ một tối, 2 giờ đến 4 giờ, 4 giờ đến 6 giờ, hay là 10 giờ đến 12 giờ, 12 giờ đến 2 giờ, 2 giờ đến 4 giờ. Đó là những giờ khó khăn nhất. Và ở trong đó chúng ta vượt qua đó, nghỉ chừng 2 tiếng rồi mình lấy lại công phu. Cứ như vậy để cho cái thân nó dưỡng lại chút. Đừng có quá sức, quá đập, mà nó còn buồn ngủ hay sao nó đáng nghỉ chút. Nghỉ cho nó định lại, nó thân thể nó điều hòa lại, và tâm nó tỉnh lại, và chúng ta tiếp tục. Và khi vô công phu thì khỏi thật. Khi vô công phu rồi quý vị cứ như vậy mà đi, cứ đạt mà đi, mà vượt qua cái công phu đó thì mình phải lấy trớn, nghỉ để có sức để vượt qua cái chứng này. Dạ, thôi chúng ta xin tạm dừng đây ha. Tham gia Phật, quý vị cùng chắp tay lại để chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện dĩ thôi.